Và vừa rồi là lễ cười hành quốc ca của cả hai bên, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái bắt tay trước khi bước vào hiệp đấu đầu tiên. Việt Nam ở bảng đấu D, và đây là lượt trận đầu tiên ở bảng D. Với các đối thủ ở bảng D này thì chúng ta sẽ có Nepal, có Bangladesh và có Nhật Bản. Với thể thức ở bộ môn bóng đá nữ này thì chúng ta sẽ có đó là 5 đội đầu bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Ở bảng đấu này thì khả năng cao là Nhật Bản sẽ là những cô gái đứng ở vị trí đầu bảng. Thế nên chúng ta cần phải có một kết quả thật tốt trước Nepal và trước Bangladesh để là đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất và qua đó giành quyền đi tiếp. Trong tay tôi cũng đã có đầy đủ đội hình ra sân của cao thủ bên phía đội tuyển Việt Nam và cao thủ bên phía của đội tuyển Nepal. Ở trận đấu này thì chiến thắng gần như là chắc chắn dành cho các cô gái Việt Nam. Như vậy là hiệp một trận đấu giữa các cầu thủ bên phía của đội tuyển Việt Nam và Nepal đã chính thức bắt đầu. Họ vẫn trào sân, có đường vào, đánh đầu không được. Nhưng đánh đầu vừa rồi là của Hà Yến rất nhiều. Có đường vào của Hoàng Thị Loan, đánh đầu vẫn còn. Liên tục là hai cú dứt điểm. Các cầu thủ bên phía của Nepal đang chơi với chiến thuật phòng ngự. Về hàng phòng ngự ở trận đấu này tôi không quá lo, chỉ cần là hàng tấn công. Không được, vẫn là vị trí của Hà Yến. Được chuyển ngược trở lại, quá tát, đánh đầu, lập bập côi, không vào. Rất lăn xả đến từ vị. Chúng ta cần phải chơi bình tĩnh hơn, nhanh nhưng không được vội. Sẽ có thêm một quả phạt góc. Ở thời điểm hiện tại, tình huống vừa rồi, các cô gái của đội tuyển Việt Nam đang tỏ ra khá vội vàng ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Hy vọng là huấn luyện Mai Đức Trung ngơi nguy hiểm. Đã việt vị, trọng tài đã căng cờ việt vị đối với cầu thủ bên phía. Thủ thường. Khá thiếu may mắn, thêm một cú dứt điểm nữa. Cơ vào, cơ hội vẫn còn. Vào. Và điều gì đến đời cũng phải đợi tôi. Áo đỏ với khung thành của Nepal. Và cuối cùng thì các cô gái áo đỏ như chiến binh đồng vàng cũng đã lên tiếng. Đó là đội trưởng Hải Yến. Ném biên dành cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Có đường vào, đánh đầu. Một siêu phẩm của các cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là Nguyễn Thị Bích Thủy. Tình huống tạt bóng vào đánh đầu chuẩn 5 sao châu Âu. Tình huống mặc cấp và cái lắc đầu vừa rồi của Bích Thủy nó là đẳng cấp. Một pha bóng rất nét của đội tuyển Việt Nam mới vào toát xuống này. Và khả năng cao dứt điểm sẽ là Thanh Nhã. Cú đá thẳng. Được chuyển mở bóng xa bên phía là cái phải. Ngân Thị Vạn Sự. Đường vào. Cú dứt điểm. Không vào. Là không được rồi. Và để bóng nguy hiểm dành cho Nepal. Cú dứt điểm. Vừa rồi là cú sút ở góc hẹp đến từ vị trí của số 9 Bandari. Tập mạnh. Như vậy là trọng tài người Trung Quốc cũng đã nổ hồi còi để kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ bên phía của đội tuyển nữ Việt Nam và cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Nepal, một trận đấu mở màn của chúng ta.